Chào các bạn đến với Tarot Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm một video clip liên quan đến chủ đề dự báo tổng quan về tình hình công việc cho tuần 4 của tháng 8. Thì như mọi khi thì mình sẽ có 3 tụ bài và có một lá năng lượng tổng quan cho tuần. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng việc sao bài và chi tụ. Ở đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3 và lá năng lượng tổng quan của tuần. Thì các bạn dành khoảng thời gian từ 5 đến 10 giây để chọn cái tụ bài mà các bạn cảm giác phù hợp hoặc là cảm giác bị hút ánh nhìn nhiều nhất. Mình sẽ bắt đầu giải tụ đầu tiên trong khoảng thời gian 5 giây. Mình sẽ bắt đầu ở tụ 1. Thì đối với tụ 1 thì chúng ta có lá 5 kiếm, 8 kiếm và 3 kiếm. Thật ra là 3 lá kiếm cảm giác rất là oải cho những bạn chọn tụ 1. Thì đối với những bạn chọn tụ 1 trong công việc trong tuần sau thì đầu tiên mình sẽ xét là ở môi trường đi làm công ty thì 3 kiếm cho tuần sau thì mình cảm giác là sẽ có một sự chồng chéo gì đó về công việc, có nghĩa là sẽ có một số thứ, một số vấn đề có thể là liên quan đến sai sót, trục trặc hoặc là cái vấn đề mà các bạn đang theo nó không thể giải quyết một cách gọn ghẽ và trơn tru. Ngoài ra 5 kiếm và 8 kiếm ở đây mình cảm giác giống như là cái điều mà các bạn đang đang suy nghĩ hoặc là đang phân vân á, thì nó đang đang làm cho các bạn cảm giác giống như là tức nghĩa là công việc mà các bạn đang làm hoặc là cái vị trí công việc hoặc là cái tính chất công việc mà các bạn đang theo á, hoặc là cái team làm việc của các bạn, tức nghĩa là những cái gì mà các bạn đang hướng theo hoặc là các bạn đang dự định muốn phát triển á, nó đang làm cho các bạn bận tâm hoặc là có một cái nỗi lo nào đó. Bởi vì mình cảm giác ở đây 5 kiếm nó hơi đông, một thứ hai nữa mình cảm giác nó có một cái sự rối nào đó, hơi không hẳn là một cái sự rối ren nó quá lớn, nhưng mình có cảm giác có một cái sự xáo trộn, một cái gì đó nó không ổn. Có thể là tự nhiên đến thời điểm bây giờ các bạn nhận ra những cái gì các bạn làm, cái môi trường các bạn đang đang theo đuổi hoặc cái công ty mà các bạn đang đang đóng góp nó có một cái sự gì đó trật vuột so với cái mong muốn, cái mong đợi hoặc là với cái cách làm việc của các bạn. Mình cảm giác các bạn ở đây là một người mình nghĩ là có năng lực, suy nghĩ rất là lý trí, tuy nhiên có một cái gì đó mình cảm giác các bạn nhìn thấy là cái tiềm năng trong cái chỗ này nó vẫn có chứ không phải không, nhưng mà các bạn càng càng kiểu giống như là cảm giác sợ sợ các bạn cảm giác giống như là khi mà các bạn đóng góp nhiều quá ở chỗ này thì các bạn không có cơ hội phát triển ở chỗ kia. 8 kiếm ở đây nó lại cho mình một cái cảm giác nữa là giống như là các bạn cảm giác mình chôn chân ở cái nơi này và nó giống như là cái lựa chọn duy nhất và các bạn đôi khi không thoát ra được. Mình càng cảm giác giống như là càng càng ở cái nơi này lâu các bạn càng cảm giác mình tệ hoặc là cảm giác mình thiếu sự phát triển, và mình cảm giác giống như là các bạn muốn có một cái sự tung cánh bay đi. Mình cảm giác hình ảnh những con chim ở đây tức nghĩa là đều có hình ảnh của cánh chim và con chim, thì mình cảm giác giống như là các bạn giống như một con chim ở trong lòng mà cái cánh cửa lòng á, mình nói thẳng nó không hẳn là nó đóng, tức nghĩa là các bạn muốn bay vào thì các bạn bay, các bạn muốn bay ra thì các bạn bay, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là các bạn không biết là nên bay hay là không. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa là trong các bạn mình cảm giác giống như là đang cảm giác là những cái công sức, những cái gì các bạn đang bỏ ra thật sự các bạn có nhận lại được cái gì hay chưa, hay là các bạn đang đang cảm giác là mọi thứ nó tệ, nó không được một cái gì đó mong đợi. Và mình cảm giác trong tuần sau có thể nó có thể mọi chuyện mặc dù như mình nói là nó có một cái sự biến đổi, một cái sự xáo trộn nhẹ, nhưng mà nó giống như là một cái kiểu giống như là một cái tiếng chuông nó đánh vào và nó làm các bạn tỉnh lại, nhưng mà không hẳn tỉnh theo kiểu giống như là giác ngộ, mà mình cảm giác giống như là giữa một cái bộn bề nó đủ thứ chuyện, bây giờ thêm một cái tiếng chuông nữa nó làm giống như cho các bạn kiểu giống như là càng thêm xáo trộn. Và mình cảm giác giống như là mặc dù những cái lá bài ở đây nó cho mình cảm giác rất là tỉnh tỉnh, tức nghĩa là những cái lá bài không có sự di chuyển, tức nghĩa là các bạn nhìn thấy đây một người đứng nhìn một cái khung cảnh, một cái bức tranh, một cái tòa lâu đài, một con chim đang đang gấp ba cái cây kiếm, nó cho bạn cái hình ảnh là đứng yên tĩnh lặng, nhưng mà mình cảm giác cái tâm bên trong, cái động thái ở bên trong mình cảm giác đều có một cái sự lo lắng, giống như 5 kiếm ở đây là sự lo lắng là về việc làm sao để chăm sóc đứa trẻ này,
8 kiếm này thì các bạn nhìn giờ các bạn cảm giác giống như bị nhốt, hoặc là đang đứng ở ngoài nhìn vào, hoặc là đang đứng ở trong nhìn ra, các bạn cảm giác thiếu tự do. Còn 3 kiếm thì chắc chắn các bạn nhìn thấy rồi, một con bồ câu mà bị ba anh kiếm phóng tới thì không thể nào mà nó bình tĩnh được hết. Thì mình cảm giác là trong công việc có thể là trong tuần sau nó khá là nhiều sự xáo trộn, hoặc là những cái gì nó liên quan đến hội họp rồi nói qua nói lại bàn chuyện giải quyết những cái công việc trời ơi đất hỏi từ đâu xuống chẳng hạn. Thì mình cảm giác nó chỉ là lộn xộn thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó nó xáo trộn tới độ mà làm bạn lật tung mọi thứ lên, làm hư, làm đổ, làm vỡ. Chỉ là bạn sẽ sắp xếp nó lại, bạn bạn tìm cách bạn bạn sửa chữa nó lại làm sao để phù hợp nhất với bạn. Đối với những bạn mà làm tự do hoặc là kinh doanh tự do thì trong tuần sau mình cảm giác 5 kiếm với 8 kiếm thì thường á, nó theo kiểu là các bạn vẫn đang làm một trên được trên một cái chặng đường mà mình cảm giác là nó ổn, tức nghĩa là cái bạn đang làm nó cũng giống như mọi người, cái bạn mong chờ nó cũng đang giống như mọi người, chỉ là 8 kiếm ở đây mình cảm giác cơ hội có thể nó chưa đến, hoặc là nó đang dậm chân tại chỗ và các bạn mong chờ cái cơ hội giống như cánh cửa này nó mở lên để các bạn bước qua. Thì mình cảm giác ở trong cái tụ bài này trong tuần sau mình cảm giác có thể nó cũng chưa có một cái động tĩnh nào đó quá lớn, nhưng mà mình cảm giác giống như là cái điều duy nhất trong thời điểm các bạn có thể làm bây giờ đó là tiếp tục đi theo con đường mà các bạn đã chọn, hoặc đã chọn nha, hoặc là các bạn bỏ nó mà các bạn đi một con đường khác. Tuy nhiên mình cảm giác với 5 kiếm, 8 kiếm và 3 kiếm thì mình nghĩ không hẳn các bạn sẽ bỏ, mà mình cảm giác các bạn như là vẫn sẽ tiếp tục làm, chỉ là các bạn không biết là mình sẽ làm được tới đâu và ra sao, nhưng mà mình cảm giác các bạn chắc chắn sẽ vẫn làm tiếp, bởi vì các cái gì mà các bạn đã bỏ ra, cái gì mà các bạn đã xây nên và cái gì các bạn đã cảm giác mất mát ở trong đây nó đều có. Và mình chỉ thấy một điều là có một cái sự không thoải mái, không hài lòng lắm, chỉ là các bạn muốn có một cái phát triển nhưng mà các bạn đang thiếu nó đi, thiếu cái cơ hội hoặc là thiếu một cái may mắn, một cái gì đó. Thì mình chỉ biết là hãy cố gắng, bởi vì cái tụ một này nhìn vào thì nó vẫn ổn định chứ không phải không, chỉ là cái cảm xúc bên trong, cái suy nghĩ bên trong của các bạn nó đang bị xáo trộn thôi. Mình sẽ chuyển sang tụ số 2. Thì đối với tụ số 2 thì chúng ta có lá là người đưa tin cóc, ba tiền. Thì đối với những bạn làm công ty á, thì trong tuần sau mình cảm giác là với năng lượng của ba tiền mà ba kiếm thì tức nghĩa là mình cảm giác trong tuần sau á, có thể là đôi khi các bạn có thể bị khiển trách vì một số cái chuyện mà trong công việc. Mình nghĩ giống như là mình dùng từ khiển trách thì nó cũng hơi nặng, mình dùng từ gọi là nhắc đi, mình kiểu giống như là họ nhắc bạn à nên làm như thế này, nên làm như thế kia, mặc dù bạn làm nó cũng tương đối đúng, hoặc là bạn đã kiểm tra đi kiểm tra lại mọi thứ, đặc biệt là về những cái gì nó liên quan đến sổ sách nè, chứng từ giấy giấy nè, hoặc là những cái gì mà nó liên quan đến đòi hỏi sự cẩn thận á, những cái công việc nào đòi hỏi đến cẩn thận kỹ càng số liệu á thì các bạn càng phải kỹ lưỡng, bởi vì mình cảm giác ở đây nó có một cái yêu cầu, cái mong muốn gì đó là các bạn hoàn thành nó tốt hơn. Hoặc là cố gắng đẩy nó cao hơn, bởi vì mình cảm giác là xét về năng lực, về những cái gì mà người ta đánh giá ở bạn thì bạn giống như một cái đứa trẻ đầy tiềm năng hoặc là đầy cơ hội, chỉ là các bạn chưa có một cái gì đó nó mang tính bài bản, một cái gì đó quy cách, một cái gì đó nó đủ cứng để các bạn tự đi. Thành ra mình cảm giác người ta nhắc chứ không hẳn người ta nhắc bạn, người ta sửa bạn bởi vì người ta ghét bạn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cảm giác trong các bạn có một cái sự thiếu tự tin, một cái nỗi buồn, một cái cảm giác mà mình cảm giác giống như là đôi khi các bạn đi trên con đường đó, đi trên cái ngành đó, làm ở cái lĩnh vực đó, các bạn cảm giác giống như là mình có đang đi sai hướng hay không, có đang chọn đúng ngành, đúng lĩnh vực hay không, và điểm mạnh của các bạn có phù hợp với nó hay không. Thì bài này lên các bạn đủ niềm tin, đủ tự tin đi, bởi vì các bạn đang đang có một cái lựa chọn mình nghĩ là ổn chứ không phải là sai. Chỉ là cái bay cấp này á, bay up cấp này tức nghĩa là mình cảm giác giống như là chính bên trong các bạn mới là vấn đề. Mình cảm giác giống như là mỗi lần mình thấy lá bài này là mỗi lần mình cảm giác nó là một con cá đang vẫy ở trong một cái thao nước nha các bạn, chứ không phải là một cái ao, một cái hồ nào đó. Mình cảm giác giống như là nó cố vùng vẫy để nó thoát ra, hoặc là nó đang cố vùng vẫy để cố gắng giống như tìm một cơ hội nào đó cho nó, nhưng kiểu giống như là đôi khi nó cảm giác bị đuối, bị mệt với những cái gì nó đã làm á. Và trong tuần sau đối với những bạn làm công ty thì mình cảm giác giống như là nếu mà bạn thật sự cảm giác ngán cái công việc đang làm thì cái ba tiền này nó cũng giống như kiểu là bạn đang làm ở một cái lĩnh vực mà cơ hội ở ngoài thị trường nó vẫn còn, tức nghĩa là cơ hội nghề nghiệp ở ngoài bên ngoài nó vẫn còn. Nếu bạn thật sự bạn cảm giác đây không phải là một lựa chọn tốt, bạn có thể tìm một công việc, một cái vị trí na ná, một cái kiểu việc nó gần như giống như cái này, chỉ là các bạn có dám bỏ cái cũ để xây cái mới hay không, bởi vì ba tiền là một sự xây dựng, một cái bắt đầu, một cái nền tảng, và các bạn có dám bắt đầu cái nền tảng nó lại hay không thôi, chứ không hẳn các bạn không có một cái nền tảng để các bạn làm. Còn đối với những bạn kinh doanh tự do hoặc đi làm tự do thì mà
ba tiền và ba kiếm á, thì thường nó đại diện cho một cái kiểu giống như là các bạn có thể mới bắt đầu, hoặc là đang có suy nghĩ dự tính, hoặc là những cái gì nó liên quan đến mình gọi là kế hoạch đi, các bạn muốn làm. Và mình nghĩ là các bạn có thể, nhưng các bạn đang thiếu, gọi là có thể là một cái gì đó liên quan đến tiền, tài chính, kỹ năng, năng lực, hoặc là một cái gì đó nó liên quan đến cơ sở, tức nghĩa là những cái gì nó mang tính gọi là cái gốc á, các bạn đang bị hơi thiếu thôi. Và để các bạn làm nó, các bạn đang bị thiếu tự tin này, rồi các bạn còn có một cái e ngại là nếu mình làm cái mảng đó, làm cái lĩnh vực đó, làm cái hướng đó, kinh doanh cái đó, nó thật sự có thành công hay không, bởi vì mình cảm giác các bạn không có nhiều cơ hội, và các bạn đang ở trong một cái tâm thế, một cái tâm trí, hoặc là một cái cảm xúc nó hơi tiêu cực. Và mình nghĩ các bạn giống như là vừa muốn bứt ra, vừa cảm giác bế tắc, hoặc là các bạn đang đi tìm công việc mà các bạn không biết, các bạn apply rất là nhiều nhưng mà các bạn không thấy người ta gọi phỏng vấn, hoặc là các bạn không tìm được cái công việc nó ưng ý, và các bạn không có quá nhiều thời gian để chờ, thì mình cảm giác giống như là cái việc chờ đợi này nó càng làm cho các bạn cảm giác mệt mỏi và nản hơn. Và mình cảm giác trong tuần sau á, thì có thể các bạn cũng chưa có một cái phản hồi nào đó rõ ràng đâu, bởi vì năng lượng tổng quan mà ba kiếm thì mình nghĩ là chưa có phản hồi tích cực đâu, các bạn phải tiếp tục chờ. Và ba tiền tức nghĩa là hãy tiếp tục làm hoặc là theo đuổi với những cái gì các bạn đang thực hiện, bởi vì các bạn không có ngã rẽ hoặc là không có quá nhiều lựa chọn ở đây. Đó là thông điệp mà mình thấy được ở tụ số 2. Mình sẽ chuyển sang tụ số 3. Đối với tụ số 3 thì mình có lá gọi là người đưa tin gậy và lá nữ hoàng kiếm. Thì trong tuần sau đó, với những bạn đi làm công ty hoặc là làm hành chính đó, thì bài lên ở đây thì mình cảm giác nhất đó là có một cái sự không hài lòng, có một cái định hướng mới, có một cái cơ hội mới ở đây. Bởi vì bay hai lá này mình cảm giác là có một cái gì đó nó hướng ra ngoài, nó đi tìm một cái cơ hội, giống như những con quạ ở đây nó đang đi lấy thông tin. Quạ luôn luôn là một cái gì đó nó liên quan đến thông tin, một cái gì đó liên quan đến sự tò mò tò mạch, hoặc là một cái gì đó nó liên quan đến cái gì đó gọi là hiếu kỳ. Mình cảm giác giống như là đối với các bạn, cái môi trường hiện tại nó không phải là cái nơi dành cho các bạn nữa. Mình cảm giác mặc dù xét ở trên mặt bằng chung, có thể cái vị trí hoặc là cái công ty hoặc phúc lợi bạn đang có nó không tệ, hoặc là tính chất công việc nó không tệ, nhưng đứng ở trên cái lập trường, cái quan điểm hoặc là cái mức của các bạn thì các bạn cảm thấy nó không không hài lòng. Các bạn cảm giác ở nơi này có những cái các bạn không không thể thích hoặc là không chấp nhận. Mà mình cảm giác giống như là có thể quan điểm các bạn đúng, bởi vì mình thấy ở đây giống như là trong cách các bạn nghĩ, giống như là nếu mình ở lại đây nữa thì cái công sức hoặc cái gì mình các bạn bỏ ra các bạn cảm giác không xứng đáng là một, thứ hai nữa là các bạn cảm giác các bạn có thể tung bay, có thể định hướng được, các bạn có lựa chọn được. Chỉ là ở đây ba kiếm tức nghĩa là mình cảm giác các bạn sợ đánh mất cái cũ, tức nghĩa là các bạn đang ở một cái vị thế có thể cao hơn người khác, các bạn có thể đang làm trưởng phòng một công ty cũng tương đối lớn, tuy nhiên mà các bạn có thể vì một lý do nào đó các bạn không hài lòng về cách làm việc của cấp trên, hoặc là định hướng công ty, hoặc là các bạn đang cảm giác giống như là áp lực nhiều quá, các bạn muốn tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng mà các bạn cảm giác sợ. Sợ ở đây giống như mình nói là sợ bỏ đi những cái đã có, bởi vì các bạn đã xây dựng nên một cái gì đó ở đây, hoặc là các bạn đã đóng góp ở đây lâu rồi, hoặc là các bạn đã gắn bó một cái một môi trường nó cũng tương đối lâu, và các bạn sợ khi mà mình bỏ cái môi trường cũ này, một cái nó không tệ, nó tốt ở mặt bằng chung, thì các bạn sợ là không biết các bạn có tìm được một cơ hội khác hay không. Và quyền nữ hoàng kiếm thì nó cho mình cảm giác là các bạn đang suy nghĩ rất là nhiều, đặc biệt là suy nghĩ của các bạn nó liên quan đến đến những cái lựa chọn nó thay thế, nó mang tính thay thế, và nó mang tính theo kiểu giống như là chỉ được thực hiện một một trong những cái, bởi vì mình cảm giác giống như là trong đây nó quá nhiều sự lộn xộn về mặt suy nghĩ, và mình thấy các bạn chưa chọn được một cái con đường nó quá rõ ràng, chỉ là các bạn biết trước mắt là các bạn có thể làm được cái gì đó, trước mắt các bạn có thể có đủ tiêu tiêu điều kiện tiêu chuẩn hoặc là một cái gì đó để làm được một cái gì đó. Và mình thấy giống như là trong các bạn cái lý trí nó rất là nhiều, và các bạn đang cố gắng kìm cái cảm xúc hoặc là cố gắng kiểm soát cái cảm xúc lại bằng cái lý trí, bởi vì các bạn nhận thức được cái gì đó nó liên quan đến gọi là nếu các bạn làm cái A thì các bạn phải cần có cái B, và cần có cái B thì các bạn phải làm được cái C, tức nghĩa là nó là một chuỗi di truyền và trong các bạn nó đang xen rất là nhiều thứ. Còn đối với những bạn mà làm tự do hoặc là kinh doanh tự do hoặc là đang đi tìm công việc á, thì bài này lên đó thì mình cảm giác giống như là trong thời gian tuần sau có thể là các bạn sẽ nhận được phản hồi, có thể thông tin nó không như mong đợi, hoặc là các bạn có thể phải chờ thêm một thời gian nữa, nhưng mà cái công việc hoặc cái định hướng của các bạn á, mình thấy giống như là nó không đúng đâu, nó không ổn lắm đâu. Mình cảm giác là cần phải có một cái gì đó mới mới, một cái gì đó
nó khác đi, hoặc là các bạn cần phải có một cái sự đầu tư lại, xây dựng lại, bởi vì mình cảm giác cái bạn đang làm á, nó đang bị chủ quan quá, thiếu đi cái khách quan bên ngoài, nó có mang cái tôi của các bạn hơi nhiều, hoặc là cái mà các bạn đang thực hiện nó đang bị một màu, nó đang thiếu đi sự sáng tạo, hoặc là cái con đường của các bạn đi á, mình cảm giác giống như là các bạn không quá mạnh, tức nghĩa là các bạn thật sự các bạn có năng lực nhưng mà các bạn không mạnh ở đây, tức nghĩa là có thể các bạn thiếu về tài chính, các bạn vẫn bán đắt nhưng mà với cái số lượng khách hàng các bạn có, hoặc là các bạn cũng có thể là một người kiểu giống như là kinh doanh, đang có ý định kinh doanh hợp tác với ai đó, thì bài này lên, nếu mà hợp tác với ai đó thì bài này lên là cần phải cân nhắc, bởi vì mình cảm giác nữ hoàng kiếm thì không phải là người dễ deal, không phải là dễ để thỏa thuận đâu, mà nó có nhiều cái rắc rối bên trong, kiểu giống như họ cũng là người chi ly tính toán kỹ càng và hơi hơi kỹ tính đó. Và mình cảm giác là trong suy nghĩ của các bạn giống như là liệu có nên hợp tác, có nên làm chung hay với người đó hay không. Còn nếu mà các bạn đang đang đi tìm công việc, hoặc là đang mong muốn có cơ hội công việc, hoặc là kiểu như đang đang chờ đợi tin tức phỏng vấn, thì bài này lên mình cảm giác là các bạn đang đang chưa đủ năng lực, thật sự là chưa đủ năng lực, hoặc là còn thiếu một chút xíu gì đó so với yêu cầu hoặc là tiêu chí của người ta đưa ra, và các bạn cần phải xây dựng thêm hoặc là cần phải trao đổi dồi thêm, bởi vì mình vẫn cảm giác có một cái sự gọi là thiếu ổn định hoặc là thiếu chắc chắn trong những cái gì mà các bạn đang làm. Thì đó là cái thông điệp của tụi ba. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ video clip lần này. Thì hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.